Nhiều năm qua, tại các hồ lắng quanh khu vực Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thường xuất hiện tình trạng nước đổi màu, bốc mùi hôi khó chịu vào mùa khô và đến mùa mưa mới bắt đầu giảm bớt hiện tượng này. Tuy nhiên, năm nay dù mùa mưa đã bắt đầu hơn một tháng nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt khẩn trương kiểm tra và có biện pháp khắc phục tình trạng này. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị thành phố Đà Lạt khẩn trương thực hiện các giải pháp xử lý, phòng chống ô nhiễm ở ba hồ lắng quanh Hồ Xuân Hương. Trước mắt, sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, bơm hút nước để xử lý ô nhiễm, trồng cây thủy sinh có khả năng xử lý nước, tạo cảnh quan, nạo vét bùn, bồi lắng, vệ sinh mặt nước hoặc các giải pháp phù hợp khác. Về lâu dài, thành phố cần nghiên cứu lập các dự án thu gom nước thải sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh khu vực hồ lắng, khu vực có nước xả thải ra Hồ Xuân Hương và dọc theo lưu vực suối đổ về hồ lắng. Khẩn trương lập tổ công tác để kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân xả nước thải không đạt tiêu chuẩn ra môi trường, đổ trực tiếp ra các hồ lắng gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Hiện trên cả nước có hơn 40.200 công trình khai thác sử dụng nước, trong đó có 6.750 hồ thủy lợi với nhiều hồ đập nhỏ, phần lớn được xây dựng từ những năm 1970-1980. Đến nay có khoảng 1.645 hồ đập thủy lợi nhỏ xuống cấp, thiếu khả năng xả lũ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đối với các hồ thủy lợi lớn, trong đó có 5 hồ do bộ này trực tiếp quản lý và 900 hồ đã phân cấp các địa phương quản lý vẫn đảm bảo an toàn. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ ra soát lại các hồ đập để đảm bảo việc giữ nước, tích trữ nước, đảm bảo sản xuất bền vững, đảm bảo điều hòa và nhu cầu sản xuất. Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết và tổng kết trao giải hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ánh sáng thời đại. Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin, ánh sáng thời đại là hoạt động thiết thực được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tạo điều kiện để giáo viên, giảng viên trẻ cùng các đoàn viên thanh niên của Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức chính trị, vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống và công tác, tham gia đóng góp, hiến kế cho ngành giáo dục, cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước. Sau hơn một tháng diễn ra hội thi, ở phần thi cá nhân, ban tổ chức đã trao hai giải nhất cho thí sinh Nguyễn Linh Phong, giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, và thí sinh Võ Thị Kim Thoa, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, quận 5. Ở phần thi đội tuyển, hai giải nhất là quận Đoàn 7 và Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.